Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh YouTube Báo Sức khỏe và Đời sống. Thưa quý vị, trong những ngày gần đây, các vụ việc liên quan tới vấn đề chồng tác động mạnh với vợ liên tiếp xảy ra. Vừa qua tại Đắk Lắk, một thầy giáo lại tiếp tục chút đòn roi dã man vợ tới mức nhập viện lại một lần nữa làm dậy sóng dư luận của công chúng. Sau những lời xin lỗi kiềm điểm vì hành vi của mình với vợ, Mới đây, Ban giám hiệu nhà trường, nơi người thầy này công tác, nhận được thư yêu cầu xem xét kỷ luật với người đàn ông này. Dưới đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị toàn cảnh thông tin về vụ việc. Đề nghị kỷ luật thầy giáo tác động mạnh khiến cho vợ nhập viện. Thông tin ban đầu cho biết, vào trưa ngày 14 tháng 5, giữa thầy giáo NVHL, giáo viên trường tiểu học, và vợ là NVIN, giáo viên một trường mầm non ở huyện Buôn Đôn, xảy ra mâu thuẫn. Vụ việc xảy ra ở dãy nhà phía sau phòng văn hóa thông tin huyện Buôn Đôn nghe tin con gái bị chồng tác động tới nhập viện bố chị n không giấu nổi sự lo lắng nên đã đi ngay tới trung tâm y tế huyện xem xét tình hình của con do vết thương khá nặng nên người nhà đã xin chuyển chị n lên bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên để điều trị sau khi sự việc xảy ra bố của chị n cho biết thêm dù việc này đã xảy ra được một tuần nhưng con rể không hề tới thăm non hỏi han hay chăm sóc con gái có thể thấy qua lời của bố chị n ông thể hiện sự bức xúc với con rể dù đã cho con rể cơ hội nhưng anh lại không thể hiện thiện trí của mình do quá bức xúc nên ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ xử lý hành vi của con rể theo quy định của pháp luật vụ việc được tường trình lên phía cơ quan công an ở khu vực Tới ngày 21 tháng 5, phòng giáo dục và đào tạo huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang yêu cầu trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, xã Ea Hua báo cáo vụ việc thầy giáo NVHL, giáo viên của trường có hành vi tác động dã man, gây thương tích nặng cho vợ và nhập viện cấp cứu. Trước yêu cầu trên, phía nhà trường đã yêu cầu anh L tường trình và kiểm điểm lại sau vụ việc. Được biết vào ngày 25 tháng 5, thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Buôn Đôn vừa có văn bản chỉ đạo hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Buôn Đôn tổ chức kiểm điểm và xem xét kỷ luật thầy giáo NVHL vì có hành vi gây thương tích khiến vợ phải nhập viện. Theo đó, Ủy ban Nhân dân huyện Buôn Đôn yêu cầu thầy L làm bàn kiểm điểm cá nhân, trong đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật theo quy định tại điểm B điều 26 Nghị định số 112 2020 NDCP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, hiệu trưởng trường tổ chức họp kiểm điểm và thực hiện quy trình xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông NVHL theo thẩm quyền được quy định tại mục 4 Nghị định số 112-2020-NDCP vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ. Khi tổ chức họp kiểm điểm ngoài thành phần quy định tại khoản 2, điều 33 Nghị định số 112-2020-NDCP ngày 18 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ, đề nghị Hiệu trưởng Trường Nguyễn Thị Minh Khai mời đại diện lãnh đạo phòng nội vụ và phòng giáo dục và đào tạo huyện tham dự, báo cáo kết quả thực hiện, quy định kỷ luật nếu có về Ủy ban Nhân dân huyện trước ngày 20 tháng 6 năm 2023. Theo lãnh đạo, Ban giám hiệu trường, trong thời gian tới, Ban giám hiệu nhà trường sẽ tổ chức họp xem xét kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với viên chức là thầy giáo lờ, theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân huyện. Có thể nói, đạo đức của một người chồng, một người thầy giáo, các hành động tác động tay chân là hành vi không phù hợp với chuẩn mực. Đứng trước vụ việc thầy giáo gây thương tích nặng cho vợ gây bức xúc dư luận những ngày qua, phía ủy ban nhân dân khu vực đã có những đề nghị yêu cầu kỷ luật trước hành động dã man này của thầy lờ. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng công chúng đang ép buộc đóng khung hình ảnh người thầy giáo để áp đặt lên người đàn ông này. Cuộc sống cũng có những lúc khó khăn và mâu thuẫn vợ chồng là điều không ai tránh khỏi. Vì vậy mỗi người cần xem xét kỹ và gán danh sưng đúng với trường hợp mà người đàn ông này đang tác động vợ mình. Vì hoàn cảnh gia đình trục trặc, thầy giáo thú nhận hành động tác động vợ là sai thưa quý vị vụ việc thầy giáo tác động mạnh khiến cho vợ nhập viện có thể nói là một hành vi đáng lên án mặc dù hoàn cảnh hay nguyên nhân là gì người đàn ông tác động tay chân với phụ nữ là việc làm sai trái sau khi vụ việc được đưa lên cơ quan chức năng thầy giáo l đã viết bản tường trình cùng những lời thú nhận về hành vi của mình và gửi tới vợ những lời xin lỗi sau khi bố chị n bày tỏ bức xúc với con rể ông đã làm đơn gửi cơ quan chức năng đề nghị làm rõ xử lý hành vi của con rể theo quy định của pháp luật anh L vì đó cũng phải chịu những khiển trách của cơ quan cũng như viết bản tường trình lại vụ việc anh đã gây ra cho vợ. Cụ thể, theo tường trình của thầy giáo L, nguyên nhân tác động vật lý với vợ do từ lúc dọn ra sống riêng được 3 năm đến nay, chị N ít quan tâm, chăm lo cho gia đình như nấu cơm, cho con ăn uống, đưa đón đi học. L bức xúc khi thấy vợ mình chưa làm tròn trách nhiệm với gia đình, con cái, ngoài ra còn nhiều vấn đề khác trong cuộc sống. Về tiền bạc, tất cả khoản chi tiêu sinh hoạt, tiền học của con hầu như do một mình anh L gánh vác. Mỗi lần thầy L hỏi vợ mình tiền lương thì chị N đều nói hết rồi. Theo thầy L, vợ mình thường xuyên đi làm sớm, về trễ hơn so với các đồng nghiệp khác. Có thời điểm nhiều ngày liên tục, chị N đi từ sớm đến khoảng 6 giờ tối mới về, xong lại đi tới hơn 12 giờ đêm. Do nhiều vấn đề nảy sinh nên thầy L đã nhiều lần đề nghị viết đơn ra tòa để giải quyết ly hôn nhưng chị N không đồng ý, khiến cho thầy L bức xúc trong thời gian dài. Đến ngày 13 và 14 tháng 5, do mâu thuẫn về tiền bạc, chị N chửi bới thầy L dẫn đến việc thầy L tác động chị N phải nhập viện cấp cứu. Có thể nói, do cơn tức giận của L bị dồn nén quá lâu, không được giải tỏa, nên khi xảy ra mâu thuẫn vợ chồng, anh đã có những hành vi khiếm nhã như vậy trong bản tường trình của thầy l gửi ban giám hiệu trường tiểu học nguyễn thị minh khai anh nói rằng bản thân tôi nhận thức được việc làm của mình là sai và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nhưng vì những nguyên nhân nói trên tôi mới có hành động đó kính mong ban giám hiệu trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai và các cấp các ngành có liên quan xem xét về nguyên nhân dẫn đến sự việc như tôi trình bày. Nhận xét về thầy L, bà Hờ Tú, hiệu trường của trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai cho biết, thầy L có tính cách hiền lành, hòa đồng và được đồng nghiệp yêu quý. Cũng theo bà Hờ Tú, gia cảnh thầy có hoàn cảnh rất khó khăn, hai vợ chồng đang ở nhà thuê, thầy L còn phải đi phụ hồ và làm thêm nhiều công việc khác để nuôi gia đình. Về việc thầy L tác động mạnh khiến cho chị nhà nhập viện, bà Hờ Tú bày tỏ suy nghĩ việc thầy tác động gây thương tích cho vợ là sai hoàn toàn. Tuy nhiên, cũng có thể vì những thứ áp lực trong cuộc sống nên thầy mới hành động nông nổi như thế. Trong bản tường trình, thầy Lơ hoàn toàn thừa nhận hành vi gây thương tích cho vợ và nêu nguyên nhân dẫn đến việc này xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng. Anh Lơ không quanh co chối tội mà đã nhận thức được hành động sai lầm của mình với vợ. Cũng bởi hoàn cảnh gia đình mỗi lúc một khó khăn hơn, đồng thời không cảm nhận được tình cảm của vợ dành cho chồng và con nên anh l mới bộc phát hành động của mình dù cho đó là hành động vô tình hay cố ý thì mỗi chúng ta đều thấy rằng anh l đã có sự hối lỗi với việc mình đã gây nên cho thể xác cũng như tinh thần của vợ về phía người chị n chị đã phải chịu nhiều tủi nhục trong thời gian qua một phần vì hoàn cảnh gia đình vấn đề kinh tế khó khăn nên khiến chuyện vợ chồng không còn được êm ấm nhìn hình ảnh chị bị chồng tác động với nhiều vết thương trên mặt ai nấy đều đồng cảm cho người phụ nữ này hành động của chồng đã để lại cho chị những vết thương trong lòng Mâu thuẫn vợ chồng là vấn đề không thể tránh khỏi trong cuộc sống thường ngày, cha mẹ sẽ là tấm gương cho con cái. Vì vậy, đứng ở góc độ của những bậc cha mẹ, chúng ta phải biết kiềm chế và điều chỉnh cảm xúc của mình không đi quá giới hạn. Hành động của con sẽ là tấm gương phản chiếu của người lớn. Bình tĩnh để giải quyết khúc mắc trong cuộc sống vợ chồng sẽ tránh dẫn tới những hậu quả đáng tiếc như trong các vụ việc chồng tác động vợ như hiện nay. Bên cạnh đó, mỗi người vợ là nạn nhân của vấn đề này cũng cần phải kiên quyết lên tiếng bảo vệ bản thân không thỏa hiệp trước việc động tay động chân như thế này bởi nếu như các chị em cho rằng hành động đó ở thời điểm xảy ra mâu thuẫn chỉ là nhỏ thôi nhưng lâu dần vô hình chúng đang đẩy chính bản thân mình trở thành nạn nhân dám lên tiếng dám hành động để bảo vệ quyền được tôn trọng trong cuộc sống gia đình sẽ đẩy lùi được những vấn nạn đáng lên án như hiện nay vụ thầy giáo tác động mạnh khiến vợ nhập viện đã để lại nhiều xôn xao trong dư luận những ngày nay mong rằng qua những vụ việc như trên chính quyền địa phương nơi xảy ra vụ việc sẽ nhanh chóng giải quyết các vấn đề nhạy cảm bảo vệ cho các nạn nhân của mâu thuẫn gia đình vụ việc trên anh l cũng đã nhận ra những sai lầm của mình hy vọng dư luận sẽ cho anh đường lui để công hiến cho giáo dục bởi đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo